Xin chào, tôi là dược sĩ Trang Nguyễn và hôm nay rất vui khi được trở lại cùng tất cả các bạn trên chuyên mục chăm sóc sức khỏe. Với chủ đề dược liệu, hôm nay chúng ta sẽ cùng Trang tìm hiểu tác dụng của lá ổi là gì và những lưu ý cần thiết. Nếu như các bạn thật sự quan tâm thì video này sẽ mang đến những kiến thức cho bạn với 5 phần chính như sau. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu về thành phần giá trị dinh dưỡng có trong lá ổi. Thứ hai, đó chính là tác dụng của lá ổi. Thứ ba, cách sử dụng. Thứ tư, những lưu ý. Và cuối cùng thứ năm, giải đáp một số những vấn đề thắc mắc. Nếu như các bạn thật sự đang quan tâm và muốn tìm hiểu về những tác dụng tuyệt vời mà lá ổi mang đến cho bạn, từ việc làm đẹp, chăm sóc sức khỏe hay là nấu ăn, thì video này là kiến thức cần thiết cho bạn. Còn nếu như bạn muốn kết hợp cùng với những vị thuốc khác trong việc điều trị bệnh, thì cần tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc các lương y uy tín. Và bây giờ chúng ta sẽ đồng hành ngay sau đây với Trang nào. Phần đầu tiên, chúng ta sẽ điểm qua thành phần giá trị dinh dưỡng có trong lá ổi. Lá ổi dường như khá thân thuộc đối với tất cả mọi người chúng ta rồi. Không ai mà không biết đến lá ổi, đúng không ạ? Vậy trong lá ổi có chứa những thành phần hợp chất hóa học nào? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng điểm danh vào với Trang nhé. Chúng ta có thể nói đến beta là một trong những cái hoạt chất có rất nhiều trong lá ổi. Ngoài ra, tannin chiếm từ 7 đến 10%, 3% là chất nhầy. Và các chất chống oxy hóa, kháng viêm và kháng khuẩn khác, chúng ta có thể kể đến một số những hoạt chất như sau. Beta sitosterol, quercetin, leucocyanidin, eucenol, flavonoid, vitamin C và polysaccharid, vân vân. Nói chung, nó chứa rất nhiều những hoạt chất có lợi cho sức khỏe của các bạn khi sử dụng. Và bây giờ chúng ta sẽ điểm danh sang phần thứ hai cùng với Trang nhé. Tác dụng của lá ổi là gì? Khi chúng ta đã biết được những thành phần hoạt chất có trong lá ổi, vậy lá ổi có những tác dụng như thế nào? Chúng ta sẽ chia làm 3 phần. Đầu tiên là tác dụng về làm đẹp, thứ hai tác dụng cho sức khỏe và thứ ba tác dụng trong nấu ăn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu với Trang qua từng phần bạn nhé. Tác dụng làm đẹp của lá ổi. Lá ổi bạn sử dụng thì nó sẽ giúp cho bạn kháng viêm, kháng khuẩn, cho nên rất tốt cho những làn da bị mụn, cũng như giúp cho da của các bạn khỏe, ngăn ngừa được những cái loại mụn tấn công trên làn da của các bạn. Đồng thời nó sẽ giúp cho da của bạn sáng hơn, xóa mờ thâm nám trên da một cách tốt nhất. Đơn giản, chỉ cần bạn sử dụng trà lá ổi để uống mỗi ngày nè, hoặc là bạn giã lá ổi tươi đó rồi bạn đắp lên mặt. Nhớ là đắp mặt nạ cho mặt thì một tuần chỉ sử dụng từ 2 đến 3 lần thôi các bạn nhé. Hoặc là bạn nấu nước lá ổi để rửa mặt mỗi ngày, nó đều mang đến cái tác dụng làm đẹp trên làn da, ngăn ngừa lão hóa và sáng hồng mịn màng làn da cho các bạn đó. Hoặc đơn giản hơn nữa là chúng ta sử dụng lá ổi để giảm cân, lấy lại vóc dáng mà các bạn mong muốn. Bởi vì nó sẽ giúp cho bạn hạn chế việc hấp thụ cái lượng đường trong cơ thể, đồng thời nó sẽ giúp bạn tiêu đi cái lượng mỡ thừa cần thiết, cho nên sẽ giúp bạn giảm cân, lấy lại vóc dáng. Nhưng nhớ là phải kết hợp cùng với chế độ dinh dưỡng hợp lý, chế độ luyện tập và chế độ nghỉ ngơi thì mới giảm cân như mong muốn, bạn cần lưu ý nhé. Và đây là phương pháp tự nhiên cho nên đòi hỏi các bạn cần phải kiên trì và cố gắng. Lá ổi còn giúp cho tóc của các bạn mọc nhiều hơn, dày hơn, bóng mượt hơn nữa đó. Bạn có thể nấu nước lá ổi để gội đầu nè, hay là chúng ta sử dụng những tinh dầu lá ổi đó để bạn cho vào nước để bạn, hoặc là bạn massage trực tiếp trên da đầu cũng được. Đó là những cái tác dụng làm đẹp mà lá ổi mang đến cho tất cả các bạn khi dùng. Thứ hai, đó chính là tác dụng cho sức khỏe từ lá ổi. Sử dụng trà lá ổi hay nước lá ổi để uống thì nó sẽ giúp cho bạn bảo vệ sức khỏe một cách tốt nhất. Đầu tiên chúng ta phải kể đến đó chính là tác dụng điều trị tiêu chảy cấp. Beta cũng như là tannin có trong lá ổi. Nó sẽ giúp cho săn xe cái niêm mạc ở ruột lại nè, đồng thời hạn chế sự kích thích ở ruột, và nó tiêu diệt vi khuẩn đặc biệt đó chính là Staphylococcus aureus, là một trong những nguyên nhân dẫn đến tiêu chảy, hoặc là nó sẽ kìm hãm sự phát triển của vi khuẩn E. coli trong đường ruột, từ đó giúp cho bạn cầm tiêu chảy một cách hiệu quả nhất khi sử dụng đúng cách tại giác. Thứ hai, tác dụng hạ cholesterol trong cơ thể, có nghĩa là nó sẽ giúp cho bạn ổn định được cái nồng độ cholesterol có lợi mà không ảnh hưởng đến quá trình làm giảm đi cái cholesterol xấu hoặc là triglyceride trong cơ thể. Từ đó nó sẽ giúp cho bạn điều trị mỡ máu cực kỳ tốt. Thứ ba, rất tốt cho những người bị tiểu đường, bởi vì nó sẽ giúp cho bạn hạn chế tình trạng kháng insulin, đồng thời nó sẽ ngăn cái việc chuyển hóa cũng như là hấp thụ lượng đường vào cơ thể, từ đó nồng độ đường trong máu được ổn định và giúp cho bạn kiểm soát được bệnh tiểu đường một cách hiệu quả. Thứ tư, rất tốt cho tim mạch, bởi vì nó còn giúp cho bạn hạ huyết áp, ổn định được cái lượng là huyết áp trong cơ thể, đồng thời nó sẽ tốt cho tim mạch của các bạn nè. Và thứ năm đó chính là lá ổi khi sử dụng đúng cách nó sẽ giúp cho bạn tăng cường hệ thống miễn dịch trong cơ thể, đồng thời sẽ ngăn ngừa được những cái bệnh ung thư, bởi vì những cái hoạt chất như là lycopene, quercetin có trong cái lá ổi đó cùng với hàm lượng vitamin C dồi dào thì nó sẽ ngăn ngừa cái gốc tự do tấn công vào các tế bào của các bạn nè, giúp trẻ hóa tế bào khỏe mạnh và ngăn ngừa ung thư, cực kỳ có lợi cho sức khỏe. Như vậy là các bạn vừa điểm danh sơ lược với Trang về tác dụng tốt cho sức khỏe từ lá ổi mang đến. Tác dụng nổi bật nhất vẫn là hỗ trợ điều trị mỡ máu và kiểm soát lượng đường huyết trong cơ thể của các bạn. Và Trang cũng có thể nói thêm cho bạn là những bạn nào bị sâu răng hoặc là sưng nú đó thì các bạn có thể sử dụng lá ổi nè, hoặc đơn giản hơn nữa là điều trị chứng hôi miệng và hôi nách của các bạn từ lá ổi nữa. Và phần thứ ba đó chính là lá ổi trong nấu ăn thì có tác dụng gì? Thì ở đây Trang thấy là mọi người sử dụng lá ổi để hấp với mực nè, hay là bạn sử dụng lá ổi để làm cái lá quấn bên ngoài của các loại nem chua đó, hoặc là các loại ché, cực kỳ tốt. Cũng như là nó sẽ mang đến cái hương vị thơm ngon từ cái lá ổi mang đến cho món ăn, đặc biệt là mực hấp lá ổi. Có nghĩa là mực khi làm sạch rồi đó, bạn xiết lá ổi ở dưới nè, dưới khay, sau đó bạn cho mực lên và bạn sẽ phủ lại một lớp lá ổi nữa và đem đi hấp trong vòng 10 phút thì mực đã chín săn co lại rồi đó. Và một điều tuyệt vời khi kết hợp giữa mực và lá ổi thì con mực nó sẽ không bị tanh cũng như không ra nước, cho nên là rất là ngọt và giữ nguyên cái dưỡng chất và cái hương liệu cực kỳ ngon cho cái món ăn này. Hoặc là bạn trộn ché, trộn nem, bạn xắt nhỏ lá ổi cùng với hành ngò, gừng, giềng đầu đó, bạn trộn lên thì nó sẽ tạo nên cái hương vị tuyệt vời nữa. Như vậy là các bạn đã biết được lá ổi từ việc làm đẹp, chăm sóc sức khỏe thì còn được sử dụng trong nấu ăn nữa các bạn nhé. Phần thứ ba đó chính là chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng lá ổi đúng cách. Ở đây Trang sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng lá ổi đúng cách với hai cách đơn giản. Đầu tiên là lá ổi tươi, thứ hai là lá ổi khô. Lá ổi tươi thì các bạn sẽ sử dụng một nắm lá ổi nè. Nhớ là chọn lá ổi non hoặc là cái đọt ổi đó. Và chúng ta mang về rửa sạch, ngâm qua nước muối qua lõng, sau đó bạn rửa sạch lại một lần nữa. Và chúng ta sẽ cho vào bình và bạn hãm cùng với 300 lít nước, hay là bạn nấu với 1,5 lít nước uống trong ngày cũng được các bạn nhé. Thứ hai đó chính là cách sử dụng lá ổi khô, thì các bạn sử dụng khoảng là 9 đến 10 lá ổi khô thôi. Sau đó chúng ta cũng cho vào bình và hãm trà như bình thường thôi các bạn nhé. Hoặc là bạn nấu cùng với 1,5 lít nước uống trong ngày. Nhớ là nước lá ổi chỉ uống trong một ngày, không để qua đêm. Và nếu như những ai không uống được nước lá ổi nhiều á, thì bạn chia làm 3 lần uống trên một ngày là được rồi các bạn nhé. Và nhớ là chúng ta sẽ uống trước ăn 20 phút. Phần thứ tư, những lưu ý khi sử dụng lá ổi. hỏi có lợi cho sức khỏe của các bạn như vậy thì nó sẽ có những lưu ý bắt buộc nào hay không? Thì theo như những cái thống kê cũng như các chuyên gia y tế hàng đầu trên thế giới cho biết rằng việc sử dụng lá ổi hoàn toàn không để lại bất kỳ tác dụng phụ nào cho tất cả các bạn. Nhưng nhớ là sử dụng đúng cách để mang đến hiệu quả trong việc hỗ trợ hay là điều trị bệnh một cách tốt hơn bạn nhé. Những lưu ý sau đây nhớ là lá ổi chỉ hỗ trợ điều trị các bệnh mới bắt đầu, triệu chứng chưa có phát hiện rõ. Có nghĩa là giống như tiêu chảy thì nó sẽ giúp cho bạn cầm tiêu chảy tạm thời ở giai đoạn đầu tiên, có nghĩa là ngày đầu tiên bạn mới bị tiêu chảy. Còn nếu như bạn bị tiêu chảy từ 3 đến 4 ngày rồi, lúc này cơ thể của bạn đã suy nhược mệt mỏi rồi thì phải đưa đến bệnh viện để các bác sĩ thăm khám và điều trị kịp thời. Các bạn không nên tự ý sử dụng lá ổi ngay tại nhà. Nếu như bệnh lý đã nặng lên rồi các bạn cần lưu ý nhé. Còn việc sử dụng lá ổi để uống thay nước lọc mỗi ngày đều tốt cho sức khỏe của các bạn. Nhưng nhớ là nấu lá ổi tươi thì là 1 nắm, còn lá ổi khô thì là 9 đến 10 lá thôi các bạn nhé. Và các bạn lưu ý rằng lá ổi thì nhớ là chọn lá ổi không quá non cũng không quá già để chúng ta phơi khô và chúng ta nấu. Hoặc là các bạn nấu lá ổi đó tươi cũng được. Và nhà nào có búp ổi còn tươi đó thì chúng ta hái những cái đọt đó, chúng ta hái 1 nắm về nấu cũng được. Hoặc là các bạn nhai để hạn chế hôi miệng hay là điều trị sưng nú, viêm nú trong miệng của chúng ta đó đều tốt các bạn nhé. Còn đối với những bạn nào muốn điều trị mụn thì bạn có thể sử dụng rất nhiều cách. Có nghĩa là bạn sử dụng đọt ổi non để xả nát ra và đắp lên mặt nạ như là một loại mặt nạ 1 tuần từ 2 đến 3 lần, hay là bạn nấu nước lá ổi để rửa mặt mỗi ngày cũng được. Đó là những lưu ý cho tất cả các bạn để sử dụng đúng và mang đến hiệu quả tốt nhất. Nếu như bệnh lý đã trở nặng thì phải đến gặp bác sĩ bạn nhé. Còn đối với trường hợp sử dụng cùng với việc điều trị mỡ máu hay là việc điều trị tiểu đường thì nhớ là không uống cùng các loại thuốc tây, cách nhau 1 đến 2 tiếng bạn nhé. Có nghĩa là bạn uống thuốc rồi 1 đến 2 tiếng sau và trong một ngày đó thì bạn có thể sử dụng nước lá ổi. Khi nào uống thuốc thì ngưng nước lá ổi lại, các bạn có biết không? Đó là những gì mà Trang muốn các bạn quan tâm để sử dụng đúng lá ổi và mang đến hiệu quả tích cực nhất. Và cuối cùng thứ 5 đó chính là giải đáp một số những vấn đề thắc mắc. Ở đây các bạn hỏi Trang là có nên nấu nước lá ổi để uống mỗi ngày hay không? Câu trả lời là rất tốt, nhớ là chọn những cái lá ổi không có chứa thuốc bảo vệ thực vật hay là những cái vi sinh vật gây bệnh nào các bạn nhé. Hái về, rửa sạch, ngâm qua nước muối qua lõng, sau đó rửa sạch lại và để ráo rồi bắt đầu mới tiến hành hãm trà hay là nấu nước để uống. Các bạn hỏi Trang là có nên nấu nước lá ổi để uống hay không? Câu trả lời là được bạn nhé. Bạn đun nước lá ổi lên, bạn đun khoảng 15 đến 20 phút và chúng ta sẽ uống trong một ngày. Hoặc là bạn đun với 300 ml nước thì chúng ta chia làm 3 ly và chúng ta uống trong một ngày bạn nhé. Đều được hết. Ở đây không phân biệt là hãm trà hay là nấu. Chỉ cần bạn sử dụng đúng lá ổi và bạn nấu, bạn uống đúng thì sẽ mang đến hiệu quả tốt nhất. Nhớ là uống trước ăn 20 phút bạn nhé. Tiếp đến là bạn hỏi Trang sử dụng lá ổi tươi hay là lá ổi khô sẽ tốt hơn. Nếu nhà bạn có lá ổi tươi thì các bạn sử dụng mà không cần phải phơi khô. Còn nếu như bạn mua về thì nên sử dụng lá ổi khô bởi vì nó sẽ bảo vệ được tốt hơn. Và lưu ý cho bạn đây, khi phơi lá ổi thì phơi trong bóng râm, nhiều nắng để cho nó khô bạn nhé. Chứ không phải là bạn đem ra nắng gắt để bạn phơi thì nó sẽ mất đi những cái hoạt chất trong đó, không còn tốt cho sức khỏe của các bạn nữa. Các bạn hỏi Trang là nên sử dụng lá ổi non hay là lá ổi già. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng lá ổi không non cũng không già. Còn nếu như có lá ổi bánh tẻ thì các bạn sử dụng lá ổi bánh tẻ cũng được các bạn nhé. Các bạn hỏi Trang là bà bầu và trẻ em có uống được lá ổi hay không? Thì 2 trường hợp này cần tham khảo ý kiến của bác sĩ bạn nhé. Có nên sử dụng nước lá ổi để rửa âm đạo khi viêm nhiễm hay không? Câu trả lời là được, nhưng mà các bạn nhớ là 1 tuần chỉ sử dụng 3 đến 4 lần thôi, mỗi ngày rửa 1 lần. Chứ không nên ngày nào cũng rửa và rửa nhiều lần bởi vì lá ổi nó sát khuẩn rất là cao. Tuyệt đối không thụt rửa âm đạo cùng với lá ổi cũng như không ngâm âm đạo vào cái nước lá ổi quá lâu, bởi vì nó sẽ không tốt cho sức khỏe của các bạn. Tóm lại một điều, có bệnh thì phải đến gặp bác sĩ để được thăm khám và điều trị. Sử dụng lá ổi đúng cách thì sẽ mang đến hiệu quả tích cực nhất. Nhớ là lá ổi không có chứa hóa chất cũng như là không có chứa thuốc bảo vệ thực vật. Tốt nhất là bạn phải biết được nguồn gốc của lá ổi đó từ đâu và có an toàn cho sức khỏe của mình hay không. Nếu như video ngày hôm nay thật sự có ích đối với bạn thì đừng quên để lại một like cho Trang nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh của Trang. Nhớ là bật chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất từ Trang. Địa chỉ website chính thức của Trang các bạn có thể lên Google tìm kiếm nguyenthithuytrang.com hoặc là dược sĩ Trang Nguyễn hoặc là dược sĩ Thùy Trang. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.